trong cuộc sống tươi đẹp vẫn luôn tiềm ẩn muôn vàn khó khăn và những sự cố không báo trước. Bảo Việt vẫn luôn là trợ thủ đắc lực, đồng hành cùng với mọi người, mọi nhà theo suốt dòng chảy của thời gian để góp phần hiện thực hóa những ước mơ của bạn, góp cho đời cuộc sống ý nghĩa hơn. Hướng đến lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo Việt và nhân tháng vàng kỷ niệm 18 năm khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, Bảo Việt hân hạnh tổ chức chương trình khuyến mãi đặc biệt như một món quà tri ân đáp lại sự tín nhiệm và tin yêu của khách hàng đối với Bảo Việt nhân thọ trong nhiều năm qua. Nhiều cơ hội quà tặng hấp dẫn chưa từng có sẽ được Bảo Việt trao tặng nhân dịp sinh nhật, sẽ kéo dài từ ngày 1 tháng 6 tới ngày 29 tháng 8, áp dụng cho khách hàng trên toàn quốc. Một giải đặc biệt là xe hơi Toyota Vios 1.3G, 18 giải thịnh vượng tương đương với 18 xe máy Airblade 125 phân khối, 54 giải tài lộc là TV LCD Samsung 40 inch, 180 giải An Phát quạt đứng Sharp có điều khiển, 360 giải An Khang với bếp ga đôi Rinnai. Tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 3 tỷ đồng. Khi mua hợp đồng của Bảo Việt nhân thọ với mức phí bảo hiểm định kỳ đầu tiên từ 3 triệu đồng trở lên và phí bảo hiểm định kỳ đầu tiên quy năm không thấp hơn 7 triệu đồng, quý khách sẽ nhận được hai cơ hội may mắn. Cơ hội 1, cả thẻ cào may mắn trúng ngay quạt đứng Sharp và bếp ga đôi Rinnai. Cơ hội 2, nhận mã số tham gia quay số may mắn với cơ hội dinh về quà tặng cực lớn. Xe hơi Toyota Vios 1.3G, xe máy Airblade 125, TV LCD Samsung 40 inch. Chương trình sẽ có 6 buổi lễ quay số trúng thưởng thực hiện tại 6 tỉnh thành phố nơi Bảo Việt nhân thọ có công ty thành viên dưới sự chứng kiến của đại diện Sở Công Thương. Hình thức quay thưởng là quay số ngẫu nhiên trên phần mềm quay số trúng thưởng, đảm bảo sự chính xác và minh bạch cao. Trong 3 tháng khuyến mãi, Bảo Việt tổ chức 3 đợt quay thưởng tương ứng. Đợt 1, quay thưởng trong tháng 7 cho các khách hàng có ngày phát hành hợp đồng trong tháng 6. Đợt 2, quay thưởng trong tháng 8 cho các khách hàng có ngày phát hành hợp đồng trong tháng 7. Đợt 3, quay thưởng trong tháng 9 cho các khách hàng có ngày phát hành hợp đồng từ ngày 1 tháng 8 năm 2014 đến hết ngày 8 tháng 9 năm 2014. Đồng thời, sẽ quay giải đặc biệt mừng sinh nhật, cơ hội may mắn dành cho toàn bộ khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mãi. Đặc biệt hơn, các khách hàng trúng các giải thưởng trong chương trình sẽ được Bảo Việt nhân thọ đóng thay toàn bộ thuế thu nhập cá nhân với tổng giá trị lên đến hơn 100 triệu đồng. Vì vậy, quý khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm khi nhận được giải thưởng mà không phải lo lắng đến các khó khăn sau khi nhận được các giải thưởng chương trình khuyến mãi. Thời gian quay thưởng bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng. Thể lệ chương trình và thông tin chi tiết được đăng tải trên website www.bảovietnhanthọ.com.vn, hotline 1900 558 99. Bảo Việt nhân thọ, tiên phong trưởng thành, lớn mạnh dẫn đầu. Hãy liên hệ với chúng tôi để đăng ký tham gia và có cơ hội trúng thưởng những quà tặng vô cùng hấp dẫn.